chương trình mà tặng sách cho tất cả mọi người, những người thanh niên, nhất là những người thanh niên ở Việt Nam mình. Đây là một chương trình rất là có ý nghĩa. Tôi rất là thấy cảm thấy rất là tuyệt vời. Đây là chương trình để làm cho tất cả những khơi những cái lòng đam mê khởi nghiệp của những thanh niên của Việt Nam. Tôi cũng muốn rằng là có điều kiện sẽ bên Trung Nguyên làm nhiều hơn nữa những cái chương trình này và góp phần để xây dựng Việt Nam ngày càng tươi đẹp hơn.